Chào cô chú anh chị nha. Trở lại kênh em thì em có cái cặp đầm, đầm cóc nha. Thì đầm này thì mình dùng công trình cho thuê, hoặc là mình về mình dọn lên mình cho thuê bán cũng được, thì này để cho có dùng. Thấy vậy cho nó bền lắm nha. Con này, hai con này thì chất ra nó khá là mới nha. Đó. Nhưng mà tại vì bể bãi thôi. Con này là bé 60 này, con này như là 60 kg luôn mà. 60 kg. Mấy này Walker nha, đầm Walker nha. Ổng này ổng chin của nó kiểu như để bãi lâu nó giòn lắm. Chắc thay ổng mới. Ổng này chắc size ổng 72 mà, 65 72. Còn khá là đẹp á mọi người. Đầm Walker là của Mỹ nha mọi người, chứ không phải Trung Quốc đâu nha. Này kéo ra. Này là bình xăng, máy hai thì nha. Máy hai thì. Ủa cái tem nó vẫn còn tem của máy Nhật. Vẫn còn. Con này không biết là cái dùng chưa. Cái tem nó niêm phong còn. Máy giật ok nha mọi người, chứ không có cứng máy rồi đây nha. Con này 60 kg, còn con này hình như là 50 kg, 50-55 kg gì mọi người. Con này hình như là em thấy hai nắp, một nắp nhớt một nắp xăng, thì em nghĩ là nó tự pha thôi mọi người, nghĩa là nó hay thì, nhưng mà kiểu như xăng riêng, nhớt riêng trong cái bình xăng nó tự pha sao. Tự pha thì mình dễ mình mới nha. Con này 80 hay là 60 kg. Hai con giật ok hết nha. Này nó bẩn này mọi người nha, nhưng mà cái lóc này rất là mới luôn, mới tinh luôn, xịt ra rất là mới. Ổng này em thấy còn ngon mọi người, ổng này em thấy còn ngon này. Ổng này em thấy còn ngon này. Để riêng của nó nha, để bãi nha. Nói chung là có theo con máy như thế nào thì em để cái trạng mới nhập về thôi nha. Thì mấy con này thì giật ok. Hàng chưa dọn nha mọi người, muốn dọn lên thì em dọn cho nha. Còn cái này là em báo giá, là báo giá chưa dọn, để cho mình mua về mình tự dọn cho nó có giá thành nó tốt. Thì cái cặp này thì hiện tại là em để là 3,5 triệu một con nha. 3,5 triệu một con nha mọi người nha. Đó. Thì mình lấy hai con ấy là 7 triệu ha. Hai con 7 triệu, em không có bao ship nha. Này thì giá để cho tốt cho mọi người. Ví dụ như mình có cửa hàng cơ khí rồi, vật liệu xây dựng, hoặc là cái cửa hàng nông cơ rồi mà mình cần mấy cái máy rẻ rẻ để mình đầm nó cực kỳ mạnh nha, và lực của nó rất là ngon chứ không phải là nó yếu, mà cần cái máy mà kiểu như nó giá thành nó thấp để mình cho thuê rồi á, hoặc là mình bán đó, nó có lợi nhuận nhưng mà giá thành nó thấp, mình nhập vào nó thấp đó. Còn mình muốn dọn thì báo em nha. Còn đấy là em bán giá là 3,5 triệu một con ấy, là em bán cho khách sỉ rồi nha mọi người nha. Còn mình mua dùng dọn sẵn nữa thì giá khác nha. Đó. Nói chung là giá nó còn rất là mềm. Rồi, cô chú anh chị nào cần đầm rỉ thì này là hàng cũng hàng chuẩn của Mỹ, và nó xuất qua Nhật về dùng nha. Máy thì có sao, máy dạy về sao nó dạy, máy giật được không cứng. Tính ra máy cái này nó như mới luôn mọi người, tại vì để bãi thôi. Ủng thì mua cái ví dụ ủng nào hư thì thay ủng mới vô, chứ không phải là không có đồ đâu nha mọi người. Hàng Quốc Cơ nên nó nhiều chứ không phải là cái đồ hiếm đâu. Rồi em nhắc lại nha, giá là 3,5 triệu một con, là giá chú dọn cho khách sỉ nha. Đó. Không bao ship mọi người nha. Tiền ship thì tùy vào địa phương nha. Ở phía ngoài miền Trung, miền Bắc thì phí ship nó cao. Mà tốt nhất là ví dụ như mình có cái nhà xe nào ấy, có nhà xe khách nào ấy,
đi qua thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì giao cho nhà xe nó gửi cho nó rẻ, nó gửi Viettel rồi nó mắc lắm nha.